pa me pino ha sơn hà sang lo phụng đình rú bừng bắc khoang điểm mưng đại tóc hôm xếp cầu chờ quân bòm cản kiến rú mà họ hà rằng pa me po sút to đầy lim bưng hù chăn sơn nằm tìm bón rú khoang càng nguyên đá đồng phần nhằng đầy lim bưng bó mún bó mắn khay hung hơ tô phùng bản á cánh so hủ bưng lông nên văn hóa chăn sơn khoang quân bà thèn tú nhị cùng lăng ngắm khòng quân bà thèn xem phay tay chắc om má có cứt bình khù mà pe cùng bồng kín đê xú ta mê hèn hờ phủ cuốn tao cáp nằm đình bón xú sơn nằn xem phay lâm mi khù đi cùng bồng kín đê xú cánh lò hốn ảnh vào khẩn lông hàn cả bọc sư to cứt ảo lông hung sắp tổ bá phay nhăng kịch ảo lông hiền hàn té hừng sai cúng xin văn phòng trắng thắm khang đám đầy bảy chữ chăn đi còn bán sơ khoảng cho hơn lúng còn đang kiếm tràn lau xỉnh ăn khoảng đan đan nghỉ cò to lúng phòng bảy chu ti chu bón xuống băng xá mi quân bà thèn kiền rú phải dết lế che đít váy nạp hót khay lúng còn dết chào lế hàng xếp bồi xe đít váy nòi đồng lá cằn rú xã tỉnh Bắc huyện Quảng Bình tỉnh Hà Giang bón kiền rú mi dòng say mi thể xét lễ đi mình đi say phòng quyết định xét đan mớ hờ lễ xe đi váy khám mình đi ta va mi lại lông hổ trang cùng xét lễ xe đi váy hà va ăn ăn lưng lò năng về mi khủ lá bơ sân nằn lúng lưng khăn tánh đi nhất hờ buổi lễ mi ó đánh ngay đi lúc phòng hờ hú khẳng đát đi là chân trang nhất khoảng buổi lễ bao mít đàn nì có báu mít say cúng đàn mít thể nam dệt cơ đại lăng đi lễ hở băng thành viên xông xe đi váy cùng bản ná chở quân bà thèn băng say cúng giỏi trang trắng mít thể dệt đầy nam viên nì người bà thèn chúng tôi gọi quân bà thèn mở khỏi khé đan nì là đan vay vầy dệt đầy đan nì trò mi tàng mày đi báo trò mọt lăng nằn trắng chắp bên lết khẩu hở mắt năn cùng lễ xe đít váy chồng mi khẳng đan nì bơ dình đan mi thể dệt hở bảo bụ làn găm chào năm cháu đình lung ma vai bòm năm dệt lễ xe đít váy lò say cúng trò hù dệt tan vai nỉ tay cháu té đài bưng quân thầu ké có báu hở gión khẳng đan nỉ vậy khẳng tánh hở lễ xe đít váy khẳng hờn nỉ bưng thành viên cùng cho hơn say cúng xỉn văn phòng có men văn dệt mồm đi bưng phần sờ bưng xỉn mỡ hở cháu tổ cánh hở bưng nòng nòi vài bài đỉnh mưa hồi quân bà thèn lưng ngắm là phụ những bà thèn cho nông bưng tháo sồng sờ mau đèn và bóng mi mau đèn mặc chư là quân bà thèn sân nằn khuôn nằn phải nhằn hủ khoảng tháo sồng sờ phụ những bà thèn là mau đèn là mau khoảng vay mau khoảng lông hình chân nung bưng tháo sồng sờ ngân lăng bom me có lưng bòm sốc nước tàng chân sân sỏi khó tóng khèn vèn mưa ngân và lông hàn cả khòng phụ trách bà thèn vào khẩn té bưng đang về cần mi cào hén cánh lông hủ trăng đít xe phay lò dết hở bưng phủ nhính lò dết phải tăm hú vào khẩn lông trăng ư khòng phủ nhính bom hè mi thể dết lưng chờ về cướp bình bưng lim khăn phần xin hở lũ cánh hở phổ các lăng mặc môn phá hở cùng bưng tháo sồng sờ nắn nòng có chiếc áo rất mồm là cũng đẹp đấy cố gắng dệt ăn nì có chăn hình cô hé dệt hầm ăn cam ơi có dệt bưng phần xin thêm bắn lòng mồm bưng làn nòi có mỏng cong đánh nung bưng tháo sùng sở cùng lễ xe tít váy khăm mơ nì để tối còn đi xem nhảy lửa nòng dệt có chiếc áo mũm lèo kiếm mất thì có cô hét dệt hàm mũm
Với cây đàn lửa mới trên tay, khám khẳng đắc mớ say cúng xin văn phòng đang ma hót hơn ngân tang về xét lê cúng cho bảo bố làng khăm hào phép bồi xếp vay khăm nỉ mi ó cực đại lăng đi tòi hít khong lế xe vay mi ó tòi từng chùm hó quân bà thèn mi bét chùm hó đầu tổ chức lế xe vay cho mi trách nhiệm khẳng tánh chân khong lê cúng hôm cấy lẩu ngân khăm cánh bánh khẩu vai pin nỉ chùm hót xin khăn lúng phòng tánh ó tổ chức lễ xe vay bởi dân nằn lúng có đầy bóng hè lơ tròn dệt trào lễ tàng nà hở tinh cá bàn ná bưng thành viên ấn cùng chùm hó có khăn tánh bưng hát lồ lùng vầy bòm po chuông hong cùng nhám giáo cài chờ đồng hồn nâng dệt lễ giúp phùng điển nỉ bưng đầy nói quân bà thèn có quen khới các mặc năng ven nỉ nhưng báu nhớ vài hồ đầy khắc nghề khỏng năng ven nỉ ha ba bọn con đầy súng có cứt biển lung lang trờ khỏng bưng nòng nòi lò quân trai bà thèn cho hù xe vay cánh hùn nằn mi ó cùng mỏi cún chờ khẳng tánh đầy vót phòn hơn mặt trời xuống núi cũng là lúc chờ trải khăm lần nhăm đùng bờn khẩn chờ nì say cúng xin văn phòng có miên đà rú bón mi ó lế xe vay lúng có khẳng tánh chân khòn cùng lế cánh trò vét trong nắp cháo đình vào bú làn khăm hà quân dần bàn á để tổ chức xe đít váy cùng chờ đồng hồ gốc ké say cúng chiến năng rú tăng hí tói đám phải dệt lễ ghé trong nắp cháo đình mà nhập khẩu cuốn xôn xe đít váy cuốn xe đít váy năng tói đám vòng cắp xe cúng chơ dành phay mọt bày thán váy đèn chân thành lò bưng cuốn xôn xe đít váy nở khẩn mi bưng cuốn đang dần leo non lông đình say cúng xin văn phòng pha chân ăn lọc văn phòng quân xung xe phay bòm cắt trong nắm cháu tình nhập khẩu bưng quân đi báu dấu đi tên cá tổ có sắn khẩn nhát đi là vào khẩn chín mít lùng hèn hàn cả vài xe đít khẩu thán váy đèn chết nhất bùi xe đít váy mi ó chờ quân sung bòm cằn sát ma hòn sửng vây chờ quân xe đi váy đầy bưng bảo bố làn khăm mà nhạc khẩu sắp làn bom he cò mi lung hen đít khẩu than váy đèn bơ chân ăn bưng quân đi váy nì báu cho bố hàng pì lế xe đít váy lưng đầy tổ chức khẩu nháp hiệp thùn nam mô giáo bần xíp ế tái hoặc mử xíp hạ khăm bần trình pì mở tờ khăm trên khẩu quân bà thèn tổ chức lế xe đít váy nì về chữ chằm trong nắm cháu đình cồm cồm dết dần đầy má đầy mố cầu chúc cho một vụ mùa năm sau gặp nhiều may mắn. Tôi nhảy lửa được 12 năm rồi, cứ ở đâu có tổ chức nhảy lửa. Khỏi xe vay đầy xít dòng pì tèo dù bọn tờ tổ chức xe đi váy khỏi co ma sung chơ đít khẩu than váy khỏi co báo giản là người khỏe lại như bình thường. Khi tôi được các thần linh nhập vào,
thì tôi thấy đống lửa rất bé, chỉ như chờ khỏi đẩy bưng bảo bú trong nắp trong tin nhắc khẩu khỏi hình than váy chân hẳn còn nổi thôi khỏi đít cò khắm khẩu bưng than váy hava bao chó pin rằng lê xe đi váy gòng quân bà thèn còn mi tái hừng tạp va ma khỏa học có biết lại kham cái khay lá cằn ma lũ đỉnh mí lại nhà nghiên cứu cỏ bà quân bà thèn đỉnh các váy dừng lằn mi thế mi củ nâng là bơ chọc nắm cháu đỉnh bảo bố làn khăm nhập ma nâng cùng bưng khổ nằn đầy giáo sư Ngô Đức Thính nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cái khay cánh khé ăn nằn lò sạc man giáo là tàng hòn tín ngứng pa me há ẩu chào tổ cất bình bé mau lầu phải biết thể nhập khẩu phủ cuốn chân nằn không biết thể hình đầy mê hèn mi thể dê đầy bưng năng về ấn Saman giáo là tàng hòn tín ngưỡng, số tên cá phén tin giúp Việt Nam Saman giáo đầy hú hót lại nhất lò khé khoản ba nhập khoảng quân kèo. Hứa co minh năng gam và Saman giáo lò phủ cuốn há ẩu trầu bé sưng quân lôi lò khu lá cùng bùng kiến tay rú. Tòi kẻ khải nì bưng quân dung xe đi váy lò nâng cùng bưng nhằm trò lôi và tô ma khoa học. Nhưng ma tòi lông cung sớ bưng thành nền bà thèn xét nếp váy lần chờ tên cá chất đồng hồ rút than váy báu cho bố bò me cò va gian xe đi váy tòi lông hèn gọn bảo bú cực hờ chờ bò mít cào hén lèo lò chơ há nền ó khói xem phay cánh con bảo bú tâm tén hờ mê hèn vài xe xếp tấm xình gan gọn say cúng mọi nhám có xe hở chú quân xe đít váy nhất là bưng chai báo mở hương mì cảo hén hình bưng quân nì đít gần loi cùng than váy bưng quân đầy chào nắm trao đình nhập ma khẩu có mi thể non cùng than váy có báo trò bố lim thổi sông hào có mi thể bình bé dân chu tắp cằn cắp than váy tạp va mi lại hủ nhăn báu chảnh cùng lế xe đếp váy hà va đối cắp quân bà thèn ăn nì lò nham vài hờ chai báu vào khẩn mê hèn lông hàn cả ăn nằn lò năng về văn hóa ngân lang rình chờ phai mọt thán cỏ mọt lò nham say cúng xỉn vằn vòng dệt lễ khé quần cánh sống vào bú khẩn phá khấn thèn ăn nằn lò khù vài lốc mốn lế mi té cháu té đài khòn quân bà thèn mù xuân mà ứ có ma hót quân bà thèn có bòng cắn buôn sừng cùng lế xe đi váy tà va nhân mi hủ ấn ha va lê hối xe đi váy khổng quân bà thèn lò khu chấn chàng hờ mê hèn cùng gian xe dần hớt gần kinh rú mà pe khổng phủ cún anh ý bốc sức to lòm mử muôn sừng khổng bò mê bà thèn bốc sức to mi khắc nghề khát sàn khổng bò mê nhằng lò lông bày chứ cánh bính khảy nên văn hóa ngân lang sức dến té chốt nỉ hót trổ ấn.